Video này được tài trợ bởi 360 Unisex, hãng thời trang Unisex chính hãng trên Shopee Mall. Họ đang có chương trình khuyến mãi mà chắc chắn sẽ được nhắc đến ở phần sau của video. Còn đến với phim này thì... Bạn hét lên là bạn sẽ chết khi âm thanh bị bóp méo biến mất như nước xả bồn cầu. Đấy là dấu hiệu nó đã đến. Nó sẽ gọi tên bạn trong sự tĩnh lặng. Nó sẽ khiến bạn sợ hãi tột cùng. Và khi bạn hét lên, bạn sẽ chết. Đây là Jamie. Jamie không biết sửa ống nước. Đây là Lisa, chủ nhà, lại còn là vợ của Jamie. Nhưng đây là phim ma, nhắc lại phim ma đấy. Hai vợ chồng có một món quà bất ngờ, chẳng rõ ai gửi cả. Bên trong là một con búp bê rối trông cũ kỹ, nhưng được mặc một bộ đồ mới cứng. Ở quê nhà cả hai có một câu chuyện ma về búp bê rối. Vì một bà nói tiếng bụng tên Mary Shaw, Lisa vô cùng hứng thú với con rối, thậm chí còn để nó vào trong phòng ngủ chơi đùa. Trong lúc Jamie đi mua đồ ăn, trong khi cô lấy đồ trong tủ, đầu con búp bê ngoặt sang nhìn cô. Cứ nghĩ là do sai tư thế đặt, cô dựng con búp bê lên, rồi phủ chăn lên cho chắc. Lisa đi ngang qua gương, rồi nhét gối ướm thử bụng bầu sẽ ra sao. Không biết là đang có em bé hay chỉ là cô mong muốn có. Đang nhiên thì tiếng nhạc vang lên. Lisa mỉm cười tưởng là chồng về, nhưng âm thanh nghẹt lại như bị bàn tay bóp lấy, cho đến mức không còn gì cả. Trong sự tĩnh lặng vang lên một giọng cười khúc khích. Cô mới từ từ quay lại vào phòng ngủ, tiến dần về phía con búp bê. Tay cô vươn ra để kéo cái chăn, nhưng nó bùng lên chùm lấy đầu Lisa. Rồi cô bị ném về phía cửa. Lisa hộc ra đống máu, rồi bị con quỷ kéo vào trong, để lại vệt máu trượt dài trên sàn. Khi Jamie về đến phòng, anh nghe thấy vợ gọi vào phòng, nhưng cô chỉ còn là một cái xác nứt vỡ, còn con búp bê nằm lăn lóc dưới sàn. Khi cảnh sát đến điều tra, Jamie trở thành nghi phạm số 1. Nhất là ông thanh tra này quyết dí anh đến cùng, nhưng vì chưa có bằng chứng nên đành phải thả ra. Jamie về đến căn hộ lạnh lẽo, anh nghi ngờ vấn đề nằm ở con rối, nên tìm tòi thật kỹ chiếc hộp đựng nó. Khi xé bỏ lớp nhung bọc bên trong, vỏ hộp hiện ra tên một buổi biểu diễn. Địa chỉ của nó chính xác là quê nhà Jamie, một thị trấn từng rất phát triển, giờ thì đã điêu tàn. Jamie lái xe về biệt thự gia đình, được một người phụ nữ trẻ tuổi nồng hậu đón tiếp. Đấy là bà mẹ kế tiếp theo mà anh còn không hề biết. Ấn tượng của anh về bố là một kẻ khó tính ngang ngược, nhưng lần này gặp lại thì ông đã ngồi trên xe lăn. Bà mẹ kế nói đó là do một pha đột quỵ, cướp đi khả năng vận động nhưng trả lại cái nết hiền lành. Dù sao thì Jamie vẫn không ưa ông, nhưng lần này đến là để hỏi thăm bài thơ về con rối. Đại khái Mary Shaw có rất nhiều búp bê, và đừng hét lên khi gặp bà ta. Nhưng ông bà Bo chỉ coi đó là trò dọa trẻ con, nên Jamie bỏ đi. Anh tới gặp Henry, người phụ trách cho đám tang trong thị trấn, để lo hậu sự cho Lisa. Tối đến thì anh thuê một nhà nghỉ, đặt con búp bê lên ghế. Anh mệt mỏi ngả lưng lên giường, rồi bỗng nhiên con rối liếc mắt về phía anh. Âm thanh trong căn phòng dần biến mất, con búp bê vụt hiện trước mặt anh. Ánh sáng hắt từ biển neon bên ngoài lập lòe sáng tối, giúp Jamie nhìn thấy mờ mờ một bà già trong góc. Nhưng khi bật đèn lên thì chỗ đó chỉ còn lại là con búp bê. Đêm hôm đó, xác của Lisa được đưa về thị trấn, được Henry tiếp nhận. Đến khi ông chứng kiến cái xác thì sốc ngang, một tiếng động vang lên. Henry lật đật đi tìm vợ, bà ta trốn ở khe hở dưới sàn nhà, miệng lẩm bẩm Mary Shaw đang ở đây. Ngày hôm sau, tang lễ của Lisa được tổ chức. Jamie quá đau buồn nên lang thang trong rừng. Lúc nhìn thấy một bà già đi một mình, anh liền tò mò đi theo. Được một đoạn thì vợ của Henry xuất hiện, bảo chính Mary Shaw đã giết Lisa. Nhưng không kịp nói hết câu chuyện thì bị chồng lôi đi. Jamie nhìn vào ngôi mộ bị cây dại phủ trước mặt, bên trên tấm bia có ghi Mary Shaw. Anh lập tức quay về nhà nghỉ kiểm tra con búp bê, và phát hiện ra đằng sau gáy của con búp bê có mã giảm giá giới hạn của 360 Unisex, nhãn hiệu thời trang Việt Nam uy tín và chất lượng. Bạn đã mệt mỏi với những chiếc áo mua online giá thì đắt, vải thì mỏng dính, giặt hai lần là xù lông, lần thứ ba thì phai màu. Hãy đến với 360 Unisex, với sứ mệnh trở thành gian hàng Unisex hàng đầu trên Shopee Mall. 360 Unisex mang đến bộ sưu tập xuân hè mới nhất, với điểm nhấn là áo polo Unisex từ giá gốc 335k. Nay có chương trình ưu đãi trải nghiệm 139.000 đồng, chất vải dày nhưng vẫn thoáng mát, màu sắc đẹp lại còn không độc hại kích ứng da. Đừng mặc kệ người yêu bạn giận dỗi, hay mặc áo polo 360 Unisex. Đừng mặc cảm với bạn xấu, hay mặc áo polo 360 Unisex. Áo đã xinh lại còn đang sale hơn 50% khi áp mã. Link mua hàng cũng như mã giảm giá ở dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với câu chuyện thì đằng sau con búp bê là tên Billy. Anh liền lái xe đưa nó đến khu mộ ngay trong đêm, tìm đến tấm bia đá có chữ Billy rồi chôn nó xuống. Jamie tưởng rằng như thế sẽ kết thúc lời nguyền đi theo cậu, nhưng vừa vào xe thì tiếng cười vang lên xung quanh. Con búp bê dí sát mặt vào cửa kính nhìn anh. Đến khi quay lại phòng nghỉ, con búp bê ngồi sẵn trong phòng. Mối tội là do ông thanh tra đào lên. Ông ta không hiểu cậu chôn nó làm gì, mà nghĩ đó chính là hành động che giấu chứng cứ phạm tội. Jamie nói về câu chuyện Mary Shaw được chôn cùng con búp bê, nên anh chỉ trả Billy về đúng nơi. Nếu không, Mary Shaw sẽ tiếp tục dọa anh cho đến khi hét lên và cướp đi chiếc lưỡi. Ông thanh tra không tin cho lắm, nên tịch thu con Billy rồi qua căn phòng kế bên nằm nghỉ. Sáng hôm sau, đợi lúc tên thanh tra rời đi, Jamie sang phòng ông ta lấy con búp bê. Anh tới nhà Henry, dùng con búp bê để bắt hai ông bà già kể chuyện. Ngày xưa ở thị trấn, có một nhà hát hoành tráng được xây dựng, chính là sân khấu của Mary Shaw cùng những con rối gỗ. Rồi một ngày có cậu bé nói rằng
Mình nhìn thấy môi bà ta cử động lúc diễn, nó khiến cho bà ta thực sự tức giận. Không lâu sau, cậu bé đã biến mất. Sau đấy thì đến lượt Mary Shaw bị giết chết. Trong di chúc, bà ta muốn được chôn cùng 101 con búp bê và được trở thành một trong số chúng. Bố của Henry là người phụ trách tang lễ thời đó. Thế nên vào một ngày mưa gió, Henry đi xuống hầm xác mà không có lý do. Ông ta đã được chứng kiến dạng búp bê của Mary Shaw. Từ lúc bà ta hạ thổ, cái chết ập đến thị trấn. Tất cả đều chết trong tư thế há mồm và bị rút lưỡi. Và Lisa cũng vậy. Jamie nghe xong câu chuyện liền đi tới nhà hát bên hồ, cũng là nơi Mary Shaw sinh sống. Nhà hát đổ nát nhưng vẫn giữ được nét huy hoàng của ngày xưa. Ẩn trên cao của sân khấu là một chiếc cầu đã lỏng lẻo dần theo thời gian. Đi qua chiếc cầu là đến nơi của Mary. Jamie tìm được một căn phòng bám đầy mạng nhện. Khi anh mở một chiếc giường cũ, bên trong có một quyển ghi chú chứa đựng công thức tạo ra một con búp bê hoàn hảo. Nó còn kẹp thêm tờ báo về cậu bé mất tích, mà trùng hợp là cậu bé trùng họ với Jamie. Rồi một linh hồn chợt xuất hiện, dọa cho Jamie chạy đi. Trong lúc đấy, ở nhà Henry, bà vợ cứ liên tục nói chuyện với Billy, nên ông quyết định phải đi chôn nó lại lần nữa. Lúc đấy dưới sàn nhà lại vang lên tiếng động. Henry tưởng vợ lại chui xuống đó, nên cầm đèn pin đi tìm. Con búp bê ngồi trên bàn thì chậm chậm đưa mắt nhìn theo ông. Henry bò vào trong rồi nhận ra đã bị lừa. Cửa hầm bị đóng chặt lại. Một bàn tay xuất hiện từ phía sau, rồi đến khuẩn mặt búp bê của Mary. Lần này Henry đã hét lên. Mary nở nụ cười đáng sợ rồi cướp đi chiếc lưỡi của ông ta. Trong lúc đó Jamie quay về nhà, dò hỏi cha về việc cậu bé mất tích có cùng họ. Đấy chính là chú của Jamie. Sau khi cậu mất tích thì người nhà Ashen cùng với người dân đã cắt lưỡi giết Mary Shaw trả thù. Giờ bà ta quay trở lại, lấy đi chiếc lưỡi của từng người một, thậm chí là con cái cháu chắt những kẻ đó. Thế nên Jamie được gửi đi xa từ bé để tránh lời nguyền. Ai ngờ nó lan đến tận Lisa. Đúng lúc này thì ông thanh tra đến. Sau cả một ngày đào mộ thì ông ta biết tất cả búp bê đều đã biến mất, thế nên nghi ngờ lại dồn về Jamie. Đang cãi nhau thì bà mẹ kế xuất hiện với chiếc điện thoại. Ở đầu dây bên kia vang lên giọng nói Henry. Ông ta hẹn gặp ở nhà hát để đưa chứng cớ vô tội cho cậu. Thế là Henry đẩy ngã tên thanh tra, lái xe đến chỗ nhà hát. Tay thanh tra cũng đuổi theo ngay phía sau. Jamie kiếm được một cái đèn dầu, thắp lên ánh sáng le lói giữa màn đêm mịt mù. Còn tay thanh tra có sóc lọ cùng đèn pin. Jamie mò mẫm đi tìm Henry trong nhà hát, rồi nghe tiếng ông gọi từ trên chỗ Mary Shaw ở. Jamie một lần nữa đi vào căn phòng. Lần này thì có tay thanh tra đi cùng, thật ra là để bắt Jamie. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói Henry thì quyết định gặp ông già xem thế nào. Jamie nhìn vào bức tường phát ra giọng nói. Hóa ra đằng sau còn có một lối đi bí mật thông đến căn phòng tạo búp bê của Mary. Các bộ phận giang dở lăn lóc khắp nơi. Tay thanh tra cầm lên một con rối, tỏ vẻ khó chịu ném nó đi. Trúng vào tấm vải phủ tủ kính phía sau làm nó tụt xuống, lộ ra 101 con búp bê cất bên trong. Chỉ thiếu đi con Billy đang ở nhà Henry. Căn phòng còn một chiếc ghế vẫn được phủ vải, thế là Jamie mới lột nó xuống. Bên trong là một cái xác được treo như con rối. Đấy chính là cậu bé mất tích năm xưa. Đột nhiên tất cả con búp bê đều hướng mắt về một phía, nơi có một con búp bê hề ngồi trên ghế bành đong đưa, giống như Annabelle trong hình dạng Pennywise. Jamie mới lên tiếng gọi tên Mary Shaw. Con búp bê liền mở mắt. Jamie bắt đầu chất vấn bà ta. Đầu tiên là về việc cậu bé bị bắt cóc. Đấy là để lấy những bộ phận sống khiến cho con búp bê trở nên thật hơn, ví dụ như phần vỏ da bên ngoài. Jamie tiếp tục hỏi về vấn đề của Lisa. Con búp bê bắt cậu phải đến gần mới trả lời. Thế là mặc cho tay thanh tra lắc đầu như chó trang trí. Jamie dí sát tai vào con búp bê. Con búp bê thì thầm. Và Jamie không phải là người cuối cùng của dòng họ Ashen, mà là đứa bé trong bụng Lisa. Ngay sau đó một chiếc lưỡi dài ngoằng tỏ ra liếm mặt cậu. Một chiếc lưỡi ghép của vô số người mà bà ta đã giết. Tay thanh tra không nói nhiều. Tao có súng á. Bắn vỡ con búp bê. Nhưng bà ta lần lượt nhập vào những con đặt trong tủ, mà sóc lọ thì không đủ 100 viên để bắn hết. Jamie liền quăng đèn dầu và đốt sạch hết chúng. Nhưng vẫn còn con búp bê nhà Ashen. Hai người đành phải chạy thục mạng. Linh hồn của Mary Shaw đuổi sát phía sau. Đến lúc qua cầu thì nó bị sập mất. Thanh tra ngã xuống dưới theo bản năng đã hét lên. Thế là trở thành con mồi cho Mary. Jamie thấy thế cố gắng trèo lên, nhưng bà ta dí sát vào anh. Jamie phải bịt miệng buông tay ngã xuống dưới. May là sàn nhà đã mục nên anh đáp thẳng xuống hồ. Ngay cả dưới này cũng đầy búp bê với man nơ canh. Jamie cố gắng bơi ra ngoài. Anh trèo vào trong xe, nhìn cả nhà hát bị thiêu rụi cùng những con búp bê của Mary Shaw. Thế nhưng vẫn còn một con nữa, Billy. Jamie chạy vào nhà Henry, thấy bà vợ đang thổn thức bên cạnh xác của chồng. Bà ta bảo rằng bố anh đã lấy đi con búp bê. Thế là mọi chuyện lại quay về căn nhà của gia đình Ashen. Jamie tìm thấy con Billy trong một cái nôi. Linh hồn của Mary lập tức xuất hiện để bảo vệ nó. Anh lập tức ném Billy vào lò sưởi bên cạnh. Mary gào thét trong đau đớn rồi biến mất. Jamie thở ra nhẹ nhõm. Lúc này mới nhận ra ông bố cũng ở trong phòng. Anh vừa chạm vào thì ông gục xuống, phần lưng lộ ra một khoảng trống lớn. Bên trong là chiếc gậy gỗ điều khiển búp bê rối. Đây mới chính là con búp bê cuối cùng của Mary Shaw, con búp bê hoàn hảo nhất. Và tất nhiên, bà ta chính là bà mẹ kế. Quá sốc trước sự thật, Jamie đã hét lên bất lực. Và đã nói rồi, đừng hét lên trước mặt Mary Shaw. Và thế là người cuối cùng của nhà Ashen đã bị giết chết. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.